Tôi chào tất cả các em học sinh và quý phụ huynh. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau qua bài mới, đó là bài số 4, biểu đồ cột kép. Sách giáo khoa trang số 109, chương trình mình đang học đó là chương trình chân trời sáng tạo toán lớp 6. Rồi, bây giờ các em nhìn cho cô. Ở đây cô có cái hình số 1, nhìn vào trong cái hình này. Thì đây chính là một cái biểu đồ cột. Còn cái biểu đồ cột kép là nó sẽ có hai cột ở sát bên nhau, gọi là cột kép. Thì trong tiết học 2 á, thì cô sẽ giới thiệu cột kép là cái gì. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu biểu đồ cột trước nha. Thì các em nhìn vào trong cái biểu đồ này thì các em thấy biểu đồ này đang ước tính dân số Việt Nam qua các thập niên. Năm 1979, năm 1989, 1999, 2009, 2019, cứ 10 năm là người ta sẽ thống kê một lần về dân số. Đối với năm 1979 là dân số nước ta là 53 triệu người. Năm 1989 là 67 triệu người. Ha. Năm 1999 là 79 triệu người. Năm 2009 là 87 và 93 là năm 2019. Thì nhìn vào trong cái bảng này, trong cái biểu đồ này, chúng ta sẽ biết được những cái yếu tố đó nha. Rồi. Ở đây cái câu hỏi đặt ra ở đầu là các em hãy lập bảng thống kê tương ứng với biểu đồ hình 1. Rồi cô sẽ lập một cái bảng thống kê tương ứng nha. Bảng thống kê ước tính dân số qua từng năm. Xin lỗi, qua các thập niên chứ không phải qua từng năm. Rồi, bây giờ bảng thống kê của cô. Cô có 2 dòng và mấy cột đây, mình đếm cái bao nhiêu năm? 1, 2, 3, 4, 5. 5 năm, cộng thêm cái ở mé ngoài đây để mình ghi nữa là 6. 6 cột. 1 nè. 2. 3. 4. 5. 6. Rồi. Cô có 5 và cô có số xe bán được. À xin lỗi, số dân, số dân. Rồi, bây giờ năm 1979 thì mình có là 53. Đơn vị của mình là triệu người. Một chín tám chín sáu mươi bảy triệu người. Một chín 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 bảy mươi chín triệu người. Hai không không chín tám mươi bảy triệu người. Và 2019 93 triệu người. Đây chính là một cái bảng thống kê. Thấy chưa nào? Đây là bảng thống kê về dân số Việt Nam qua các thập niên. Ha. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và ôn lại biểu đồ cột là như thế nào. Các em với cô sẽ vào cái phần đầu tiên, đó là phần số 1. Ôn tập biểu đồ cột. Thì em trả lời cho cô nè. Có nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu ở hình 1 hay không? Tại sao? Thì đáp án là không thể dùng biểu đồ tranh để biểu diễn các số liệu ở hình 1.
Vì biểu đồ tranh á, khi biểu diễn lên cái số mà triệu người 53, 67, 79, 87, 93, em thấy con số này rất là lớn. Cho nên lúc này khi mà dùng biểu đồ tranh thì sẽ tốn nhiều thời gian và khó thực hiện hơn. Chúng ta trả lời vào. Không nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu. Ở hình 1, vì sẽ tốn thời gian và rất khó thực hiện. Thay vào đó, chúng ta sẽ dùng một cái biểu đồ gọi là biểu đồ cột để thể hiện cái con số về dân số Việt Nam qua các thập niên. Thì lúc này biểu đồ cột sẽ giúp các em làm được chính xác hơn và dễ làm hơn. Rồi, bây giờ các em nhìn cho cô cái ví dụ số 1. Thì ví dụ này là ví dụ về các con vật nuôi, các con vật được nuôi của học sinh tổ 3. Chúng ta thấy là các học sinh tổ 3 nuôi những con vật như con chó, con mèo, con chim, con cá, con thỏ. Thì chó số lượng là 8 con, mèo là 5 con, chim 10 con, cá 12 con và thỏ là 5 con. Từ số liệu này cô sẽ vẽ được một cái biểu đồ cột. Thì em nhìn vào trong biểu đồ cột này chúng ta sẽ gồm có hai trục. Hai trục. Trục nằm ngang và trục thẳng đứng. Trục nằm ngang và trục thẳng đứng. Trục nằm ngang thì thể hiện về tên các con vật được nuôi, con chó, con mèo, con chim, con cá, con thỏ. Và trục thẳng đứng là số con vật của từng loại. Ví dụ chó là 8 con thì mình sẽ vẽ cột 8, một cái cột 8, thấy chưa? Trong cái cột này chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật nè, ha, một cái hình chữ nhật. Và cái hình này đi lên cái con số 8 về số lượng. Mèo là 5 con, lớn hơn 4 chút xíu nè. Ở giữa 4 và 6 là 5 nè, thấy chưa? Rồi, thì đây chính là một cái biểu đồ cột. Chưa nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần số 2. Đọc biểu đồ cột. Hoạt động số 2. Quan sát biểu đồ hình 2, em hãy cho biết chiều cao của cột hình chữ nhật biểu diễn thông tin gì? Đây, hình số 2, chiều cao của cái cột hình chữ nhật. Đây là biểu diễn thông tin về số lượng con vật được nuôi. Số lượng con vật được nuôi. Rồi, chúng ta trả lời vào. Chiều cao của cột hình chữ nhật. Biểu diễn số lượng con vật được nuôi. Rồi. Bây giờ các em nhìn cho cô cái vận dụng số 2 đi. Ở đây cô có một cái biểu đồ cột. Thì cái biểu đồ cột này là các môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 6A. Thì các em nhìn thấy biểu đồ cột nè. Thì cái chiều cao hình chữ nhật cho biết điều gì đây các em? Chiều cao của hình chữ nhật nè, ở đây bóng đá là 18. Cầu lông là 8, bóng bàn là 2, đá cầu là 4, còn bóng rổ là 7. Thì chúng ta thấy là bóng rổ là 5. Thì chúng ta thấy là ở đây chiều cao của mỗi cột hình chữ nhật
cho ta biết số học sinh yêu thích môn thể thao đó. Ví dụ như bóng đá thì mình thấy là chiều cao này cho biết là số học sinh yêu thích môn thể thao bóng đá. Số học sinh yêu thích môn thể thao cầu lông. Đó, thấy chưa nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần vận dụng để xem mình có hiểu bài hay không ha. Ở đây, phần vận dụng, biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về kết quả học lực của học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Quang Trung. Thì chúng ta thấy là đây là một cái biểu đồ cột. Chúng ta sẽ có giỏi, khá, trung bình và yếu. Và số lượng cột bên tay trái, cái trục mà trục thẳng đứng nè, cho thấy số lượng học sinh ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Câu A. Học sinh khối 6 trường Quang Trung xếp loại học lực nào là đông nhất? Học lực khá là đông nhất với 140 học sinh. Rồi chúng ta trả lời vào vận dụng số 1. Câu A, học sinh khối 6 trường Quang Trung xếp loại học lực khá là đông nhất. Quang Trung. Xếp loại học lực khá là đông nhất. Với 140 học sinh. Rồi bây giờ tới câu B. Trường trung học cơ sở Quang Trung có bao nhiêu học sinh khối 6 có học lực trên trung bình? Mình ghi là giải là số học sinh khối 6 có học lực trên trung bình. Thì em biết là trên trung bình thì chúng ta sẽ có khá và giỏi đúng không? Vậy thì em lấy số học sinh khá cộng số học sinh giỏi là em sẽ được số học sinh có học lực trên trung bình. Thì chúng ta lật qua bên đây, cứ lật qua lật lại vậy đó. Thì chúng ta thấy là có học sinh trên trung bình là 38 là giỏi nè, 140 là khá. Các em lấy 38 cộng 140. Được là 178 học sinh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp phần số 3, vẽ biểu đồ cột. Hoạt động số 3, nếu học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Quang Trung có 50 học sinh xếp học lực giỏi thì biểu đồ cột ở hình số 4 thay đổi như thế nào? Thì nếu như có 50 học sinh xếp học lực giỏi thì lúc này cái cột mà học lực giỏi thì các em sẽ cao hơn cái cột hiện tại là 30. 38 thì cao hơn, em vẽ cao hơn, đạt tới 50 học sinh ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần thực hành, làm bài thực hành luôn nha. Cô sẽ vẽ cho các em biểu đồ cột để các em hiểu. Thực hành số 1, vẽ biểu đồ cột biểu diễn điểm các môn thi tập trung cuối học kỳ của bạn Lan. Được cho trong bảng sau, đây là một cái bảng thống kê về điểm số của bạn Lan. Cô sẽ tiến hành vẽ biểu đồ cột về cái điểm thi này. Thực hành 1. Thì một cái biểu đồ cột cô sẽ có hai trục, trục thẳng đứng và trục nằm ngang ha. Với trục thẳng đứng của cô sẽ biểu diễn về cái điểm số. Thì mình thấy là điểm cao nhất là điểm 10 và thấp nhất là điểm 5. Thì bây giờ cô sẽ quy định là mỗi một đơn vị, mỗi một cm của cô á, là sẽ tương ứng với một điểm. Vậy cô sẽ vẽ 10 ô.
À, 10 ô thì nó hơi lớn, vậy bây giờ cô cho là 2 ô đi. À, 1 cm ứng với 2 điểm đi, thì cô sẽ vẽ 5. Cột nằm ngang là cột biểu diễn về những cái môn học. Không. Rồi, bây giờ đầu tiên đó là môn ngữ văn 8 điểm. Thì môn ngữ văn cô sẽ vẽ cái cột của cô là 1 cm nha các em. Tám điểm thì mình sẽ lên đến đây. Nó thấy chưa, cái cột thứ nhất và bên đây cái cột bên đây y chang như vậy. Ở đây cái giấy của cô đang là giấy không poly ly cho nên nó vẽ hơi khó hơn. Đó, đây là ngữ văn. Ngữ văn 8 điểm mình ghi số 8 lên trên. Rồi bây giờ tới toán. Hai cái cột ngữ văn và toán cô cho cách nhau là 0,5 cm nha. Rồi bây giờ tới cột toán của cô. Toán của cô là 6, vậy thì cô lên cột số 6. À, bây giờ tới ngoại ngữ là 10. Cô cách ra 0,5. Mười là lên tuốt chữ 10 ở trên. Rồi, bây giờ tới giáo dục công dân, mình cách ra tiếp là 0,5 cm. Nhớ là nếu mà các em đã cách 0,5 thì tất cả những cái ô bên đây đều cách 0,5 nha. Rồi, giáo dục công dân là 6 điểm, để nó bằng với cột toán. À, bây giờ tới lịch sử địa lý. Lịch sử địa lý là 9 điểm. Thì nó sẽ nằm ở giữa 8 với 10. Ở giữa 8 với 10 là ngay đây đúng không? Em giống quá. Đó, 9 điểm. Lịch sử địa lý.
cuối cùng thì chúng ta sẽ có môn khoa học tự nhiên. 5 điểm là ở giữa số 4 và số 6. 5 điểm giữa số 4 và số 6. Thấy chưa nào? Và bây giờ chúng ta sẽ tô cho cái cột này. Ví dụ như bây giờ mình đánh là đánh hình chéo này đi. Thì xuống dưới đây chúng ta sẽ chú thích. Hình chéo này gọi là cái gì đây? Đó là các môn thi. Tập trung. Cuối học, học kỳ. Và tên của biểu đồ này gọi là biểu đồ biểu diễn về điểm các môn thi. Tập trung cuối học kỳ của bạn Lan. Đó. Rồi, vậy thì cô đã làm xong cái biểu đồ cột biểu diễn các môn thi cuối học kỳ của bạn Lan. Bây giờ cô sẽ qua phần vận dụng số 2. Em hãy nêu một tình huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột để thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ cột đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ có một cái tình huống như mình đang tìm hiểu về số lượng trái cây yêu thích của những bạn trong lớp 6A đi. Ví dụ như một tình huống trong thực tế ha. Thì chúng ta sẽ có một cái bảng thống kê như thế này. Loại trái cây, số học sinh thì chúng ta có dưa hấu, cam, xoài. Dưa hấu là 30 bạn, cam là 15 bạn, xoài là 10 bạn đi. À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cái bảng thống kê này để chúng ta vẽ một cái biểu đồ cột. Thì cái biểu đồ cột của cô cho ở đây một cái tình huống này rất là đơn giản. Thì cái biểu đồ cột của cô chỉ có 1, 2, 3 cột thôi. Thì cô cũng vẽ bình thường. Mình sẽ có 30, 15, 10 đúng không? Đây.
10, 20, 30, rồi 40. Bây giờ dưa hấu, cô sẽ vẽ cái cột dưa hấu cách nhau là 1 cm. Dưa hấu là 30 ha. Rồi bây giờ tới cam là 15. 15. Rồi bây giờ tới xoài là 10. Mình sẽ ghi tên biểu đồ này, đó là biểu đồ về trái cây yêu thích của học sinh lớp 6A. Rồi tên trục của mình, trục thẳng đứng của mình, đây là trục số học sinh chọn. Rồi còn cái trục nằm ngang của mình, bây giờ mình đánh dấu chấm 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 đi ha. Thì cái trục nằm ngang của mình, đây là trục các loại trái cây. Thì đây chính là một cái vận dụng mà mình tự đưa ra một cái tình huống và mình vẽ cái biểu đồ cột tương ứng với cái tình huống mà mình đưa ra nha. Trong tiết học sau thì chúng ta sẽ học tiếp thế nào là biểu đồ cột ghép nha các em. Tiết học ngày hôm nay chúng ta đến đây là hết. Cô cảm ơn tất cả các em đã theo dõi video của cô.